Làng Hờ Ái nằm ven đường cổ từ Thăng Long qua cầu Diễn, ngã tư Canh, Sơn Đồng, Bến Giá, Yên Sở, nay là đường tỉnh 422B. Là một trong 7 làng Canh, suốt thời phong kiến cho đến ngày nay, cùng với 2 làng Kim Hoàng, Kim Bảng, Hoàng Bảng và An Trai hợp thành xã Vân Canh, huyện Từ Liêm, Phủ Quốc Oai. Trấn Sơn Tây thời Lê, đến tháng 11 năm 1831, huyện này cắt về Phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Nội, sau đó thuộc nhiều đơn vị hành chính khác nhau. Ngày nay thuộc huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Theo lưu truyền dân gian, xa xưa, làng Hờ Ái ở Gò Tu, có chùa Tu và đống mối, giáp làng Lại Yên. Dấu tích còn lại đến ngày nay là nền chùa Tu, xứ đồng chùa Tu, có một trụ đá cao 1 mét, rộng 0,3 mét, khắc 4 chữ Trường Quan Thổ Trạch, đất ở, của vị trường quan. Tương truyền là đất ở của Độ Kính Tu, dấu tích là các địa danh như Mồ Thí, Bồ Đề, Bụi Than, Mơ Hát còn đến ngày nay. Về sau, Độ Kính Tu làm quan trong to triều Lý, được cắm đất làm dinh, đã cho rời về vị trí của làng hiện nay. Làng Hờ Ái trước kia mang tên là Di Ái, ngụ ý chỉ làng có nhiều người di cư từ châu Ái, tức Thanh Hóa ra từ giữa thế kỷ 15 trở đi. Trong đình hiện còn bức hoành phi cổ Di Ái lập mùa đông năm Mậu Thân đời Duy Tân, năm 1908. Đến đầu thời Lê, Trịnh, 1593 đến 1787, làng Di Ái, không rõ vì sao lại trùng tên với làng Di Ái tức Di Trạch ngày nay. Đổi tên thành Nhân Ái, đến năm Canh Thìn 1820, vì kỵ húy vua Minh Mạng, Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế nên đổi tên thành Hờ Ái. Làng có các xóm, Trúc, Quán, Giữa, Bìm, Lý Nhân, Chùa, Trong, Đình Tự, Dộc, Đồng, Hưng Nhân, Đình, Thích Gia. Trai đình trong làng Hờ Ái lúc đầu sinh hoạt trong 4 giáp. Bài văn trên quả chuông đại ý tự trung lập năm Bính Thân đời vua Minh Mạng, 1836 vẫn ghi làng có 4 giáp, song không cho biết tên cụ thể từng giáp. Đến đầu thế kỷ 20, làng có 5 giáp là Đồng Nguyễn, Đồng, hay Đồng Giáp, Đoài Nhất, Đoài, hay Đoài Giáp, Đồng Thượng. Làng Hờ Ái trước đây hình thành một phường tư cấp trên phạm vi cả làng, có mục đích gây quỹ để hỗ trợ nhau trong cuộc sống thường ngày. Bản khoán lệ lập năm Đồng Khánh thứ 3, Mậu Tý, 1888 quy định cách thức tổ chức và hoạt động của phường, quyền lợi và nghĩa vụ của người vào phường. Các xóm cũng lập phường cấp riêng. Làng Hờ Ái có ngôi đình tọa lạc ven đường 422B, nhìn hướng nam, kết cấu chữ đinh gồm bái đường, 5 gian, nối với hậu cung, 3 gian. Cấu trúc và kiến trúc, điêu khắc đình hiện nay dựa trên lần tu bổ hoàn thành vào tháng giêng năm Giáp Dần đời vua Duy Tân, tháng 2 năm 1914. Đình Hờ Ái thờ Độ Kinh Tu, người làng và là nhân vật lịch sử đã đi vào sử sách của nước ta vào thời Lý, các cuốn sử thời phong kiến chép ông làm đế sư, thầy dạy vua. Lý Cao Tông, trong thì hầu việc giảng sách, ngoài thì dạy dân trung hiếu, từ đấy Triều Linh Thái Hậu không còn ý định lập con khác lên làm vua nữa. Nhà sử học Phan Huy Chú nhận xét, ông vỗ về dân xa, dẹp yên giặc giã, được dự vào hạng có công lao, tháng 10 năm Canh Dần, tháng 11 1210. Vua Lý Cao Tông ốm nặng, cho gọi Độ Kính Tu vào nhận mệnh ký thác, lập hoàng tử Sàm lên ngôi, tức vua Lý Huệ Tông, Kính Tu hầu hạ nơi màn trướng, giúp vua sửa đức. Có thể nói, sau khi Thái úy Tô Hiến Thành mất, tháng 6 năm Kỷ Hợi, 1179 thì Độ Kính Tu là người chèo chống cơ đồ nhà Lý. Do công lao đó, ông được ban quốc tính, họ của vua nên ông còn có tên là Lý Kính Tu. Về năm mất của Độ Kính Tu, cũng có nhiều ghi chép khác nhau. Song nhiều khả năng vào năm Tân Mùi, 1211, sau khi Lý Huệ Tông vừa mới lên ngôi đã đem việc nước giao cho Thái úy Đàm Dĩ Mông, một kẻ không học thức. Không có mưu thuật nên chính sự nước nhà ngày càng đổ nát. Về nguyên nhân cái chết của ông, bản thần phà do tiến sĩ Nguyễn Bá Đôn soạn năm Tự Đức thứ 12. Kỷ Mùi, 1859 chỉ rõ, Độ Kính Tu thấy được nguy cơ mất nước của nhà Lý khi quyền hành trong triều rơi vào Đàm Dĩ Mông nên đã cáo lui về quê. Ông tổ chức cho dân làng và các làng bên đào con ngòi để tiêu nước từ đồng trầm ra sông Nhuệ, thuận lợi cho việc cày cấy. Song, có kẻ trong triều vu cho ông cơ ý làm phản. Không sao bộc bạch được nỗi lòng của mình, Độ Kính Tu cùng người tiểu đồng cưỡi ngựa ra bến sông Hồng ở làng Kẻ, nay là làng Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm trầm mình xuống dòng sông. Thương tiếc ông, dân làng đưa ông về an táng ở đầu làng, nay gọi là Mà Am, gần khu Gò Nàng, nơi 18 người vừa là vợ, vừa là nàng hầu của ông Tuẫn tiếp theo. Nay là khu vực có lăng mộ ông, đã được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, đồng thời tôn ông làm phúc thần, ảnh,
Internet. Tiến sĩ Nguyễn Bá Đôn đã có đôi câu đối, hiện còn lưu trong đình để nói lên nỗi lòng của Đỗ Kính Tu và ca ngợi ông. Thắng địa đốc sinh hiền, văn võ tài du vi quốc bảo. Đăng sơn nan vãn nhật, anh hùng tâm sự phó giang lưu. Đất đẹp sinh người hiền, văn võ toàn tài là của báo của đất nước. Lên núi ngày đã tàn, người anh hùng gặp sự nên phó thác phận mình với dòng sông. Câu đối ý chỉ Đỗ Kính Tu phụng sự đất nước khi nhà Lý đã suy tàn, song cũng gắng để lại tài đức với núi sông. Trong đình còn lưu năm đạo sắc phong của Đỗ Kính Tu và Thủy Thần, từ đình chợ đìa truyền về. Trước cửa đình còn tấm bia khổ lớn đồng khẩu thạch kiều bi ký lập ngày tốt. Tháng 8 năm đầu niên hiệu Vĩnh Hựu, tháng 9 năm 1735 do tiến sĩ Trần Hiền. Người làng Kim Hoàng cùng hai người vợ đứng ra dựng cầu đá năng cho dân đi lại làm đồng. Rất nhiều quan lại triều đình và trấn Sơn Tây đã góp tiền vào việc dựng cầu, ảnh. Hàng năm, vào ngày 21 tháng 5 là ngày mất của Đỗ Kính Tu, dân làng hò ái tổ chức tế ông tại đình. Tục truyền, khi còn sống, Đỗ Kính Tu đã hiến cho làng 4 mẫu ruộng để làm ruộng tế, sau này làng phân cho các giáp cày cấy để biện lễ. Làng hò ái còn thờ vị Thủy Thần, chính là vị thần ở đình chợ đìa, chung với hai làng Kim Hoàng và An Trai. Làng có chùa Đại Ý, được dựng muộn nhất vào giữa thời Lê Trung Hưng. Theo bia hậu Phật được lập ngày 12 tháng 3 năm Long Đức thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 1733. Bài văn bia ghi rõ bà Lê Thị, hiệu Từ Trí, vợ viên cần sự tá làng đã cúng cho làng một mẫu 9 xào ruộng, nên được dân làng tôn làm hậu Phật. Chùa có kiến trúc chữ đinh, gồm bái đường, 5 gian xây bít đốc, Phật điện, 3 gian. Trong chùa còn quả chuông Đại Ý tự trung, đúc ngày 17 tháng 1 năm Bính Thân đời vua Minh Mạng, ngày 24 tháng 12 năm 1836. Trong số những người góp tiền của để đúc chuông, có cả tuần phủ tỉnh Hưng Hóa và nhiều người ở các phường thuộc tỉnh thành Hà Nội. Hò Ái cũng là làng có truyền thống học hành, đỗ đạt. Với 6 người đỗ đại khoa, học vị tiến sĩ, 21 đỗ trung khoa và nhiều người đỗ tiểu khoa, tập trung vào hai dòng họ Nguyễn và Lê. Những người đỗ đại khoa là Nguyễn Hành, khoa Nhâm Thìn niên hiệu Đại Chính, 1532, Nguyễn Lang, hay Nguyễn Lương, 1519. Còn Nguyễn Hành, khoa Canh Tuất niên hiệu Cảnh Lịch, 1550, Nguyễn Bá Đôn, khoa Tân Hợi niêu hiệu Tự Đức, 1851. Họ Lê có Lê Củ Phương, Hoàng Giáp khoa Tân Sửu niên hiệu Quảng Hòa, 1541, Lê Đức Vọng, khoa Đinh Sửu niên hiệu Dương Hòa, 1637. Ngoài ra còn có 3 người đỗ tương đương tiến sĩ là Lê Đức Nghiệp, khoa Hoành Từ, Lê Địch Văn, Lê Địch Giáo, khoa Sĩ Vọng, tất cả đều không rõ khoa.